Kính thưa quý trưởng, quý trợ tá và quý phụ huynh, các bạn thiếu nhi thân mến, Liên đoàn Thiếu nhi Thánh thể Đa Minh Savio Tổng giáo phận Hà Nội xin được gửi đến quý vị ý nguyện trong tháng 2. 1. Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Ý cầu nguyện, cầu cho các nam nữ tu sĩ và những người sống đời thánh hiến. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nam nữ tu sĩ và những người sống đời thánh hiến. Chúng ta tri ân họ vì sứ mạng và lòng can đảm của họ. Xin Chúa cho họ tìm thấy câu trả lời cho những thách đố của thời đại chúng ta. 2. Lời mời gọi của Cha Tuyên úy Liên đoàn. Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi thành phần dân Chúa của Tổng giáo phận trong năm mới Nhâm Dần được Chúa ban tràn đầy phúc lộc và luôn thăng tiến trên con đường thánh thiện để góp phần mở rộng nước Chúa. 3. Cầu cho các đấng bậc. Trong tháng 2 này, vào ngày 22, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng nhân 13 năm ngày Ngài được Chúa gọi về năm 2009. 4. Một số ngày lễ trong tháng. Ngày 2 tháng 2, lễ kính dâng Chúa trong đền thờ, ngày cầu cho đời thánh hiến. Ngày 5 tháng 2, lễ nhớ thánh Agatha, trình nữ, tử đạo. Ngày 10 tháng 2, lễ nhớ thánh Colatica, trình nữ. Ngày 14 tháng 2, lễ nhớ thánh Cyrilo, đàn sĩ và thánh Methodio, giám mục. Ngày 22 tháng 2, lễ kính lập tông tòa thánh Phêrô, tông đồ. Ngày 23 tháng 2, lễ nhớ thánh Policarpo, giám mục, tử đạo. Trong tháng này còn có một ngày lễ kính nhớ các thánh tử đạo Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh Gioan Theophan Benavent, linh mục, sinh năm 1829, mất năm 1861. Ngài là thừa sai người Pháp đã đến truyền giáo tại Việt Nam, từng là cha đi qua và làm việc mục vụ tại nhiều nơi, Kẻ Vĩnh, Vĩnh Trị, Hoàng Nguyên, Bút Đông, Phúc Châu, Kẻ Bèo, Đồng Bào. Ngài tử đạo tại Hà Nội, thủ cấp của Ngài được lưu giữ tại Kẻ Trừ, Từ Châu. Ngày 4 tháng 2, lễ nhớ thánh Gioan Theophan Benavent, linh mục, tử đạo năm 1861. Một số điểm cần lưu ý trong tháng này. Ngày 1 tháng 2, ngày 1 Tết Nhâm Dần, cầu bình an cho năm mới. Hôm nay lần hạt năm chục, đọc kinh thờ lệ, kinh thờ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, cầu cho các tín hữu vững lòng tin đạo và xa tránh các điều lỗi đức tin. Ngày 2 tháng 2, ngày 2 Tết, kinh nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Hôm nay lần hạt năm chục, đọc kinh cầu tên rất thánh Đức Chúa Giêsu, kính Chúa Giêsu cứu chuộc nhân loại, cầu cho mọi người được ơn cứu chuộc, đọc kinh vực sâu, cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục. Ngày 3 tháng 2, ngày 3 Tết, xin Chúa thánh hóa công ăn việc làm. Hôm nay lần hạt năm chục, đọc kinh sáng soi. Trên đây là các ý nguyện trong tháng 2. Chúng ta hãy cùng chăm chỉ cầu nguyện theo các ý nguyện này nhé. Chúc các bạn thiếu nhi có một mùa xuân mới bình an bên gia đình và luôn được đầy tràn hồng phúc của Chúa Xuân. Xin kính chào và hẹn gặp lại.